Vâng, mà Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác. Chúng ta lại quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Đô trong video phát hành vào hôm nay là buổi trưa thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2022. Hôm nay thì Hoàng Gia Đô lại tiếp tục gửi các bác, đó là Hoàng Gia về thêm được 3 cái mẫu đầu CD giá bình dân. Hoàng Gia có biết rằng thời gian vừa qua thì có nhiều bác có hỏi Hoàng Gia Đô rằng có những cái mẫu đầu CD nào bình dân vừa tầm tiền, rất là những bác mới chơi audio. Thì hôm nay thì Hoàng Gia tuyển chọn được 3 mẫu CD mắt đọc rất là tốt các anh nha, của các thương hiệu Pioneer, Đờ Nông và một con Pioneer có hai hồi gỗ hai bên. Đấy, có 3 chiếc thôi và mắt đọc tốt thì Hoàng Gia mới bán cho các bác yên tâm. Bởi vì bán cái này thì Hoàng Gia cũng phải cam kết cái chất lượng về đọc mắt cũng như là cái mắt nó phải ổn định thì Hoàng Gia mới lấy về để bán cho các bác nhá. Bởi vì bán cái đầu CD nó rất là nhạy cảm các bác nhá, có thể đắt rẻ chưa biết nhưng vấn đề là mắt mà đọc kém thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng nhạc cũng như là chúng ta có thể không dùng được. Thì ba cái chiếc đầu này thì Hoàng Gia đã test những cái trạng thái đĩa, từ đĩa đẹp đĩa xấu thì nó đều ok hết, nên là Hoàng Gia quyết định sẽ đăng clip này để trong clip này thì Hoàng Gia sẽ báo giá chi tiết từng cái sản phẩm một và kích thước các bác nhá. Và hôm qua thì Hoàng Gia cũng phục vụ được rất nhiều các bác có đặt những cái chiếc đĩa CD, thì sáng hôm nay Hoàng Gia sẽ gói hàng gửi đến cho các bác nhá. Tất nhiên cái này Hoàng Gia sẽ bọc qua thôi, thì lát nữa Hoàng Gia sẽ đóng xốp xung quanh. Đấy, đây là những cái mã đơn hàng này, rất là nhiều đơn hàng đĩa, hầu như các bác đặt từ 10 đĩa trở lên. Thấp nhất là 10 đĩa, có bác đặt 30 đĩa một lúc. Thì đây là những cái đĩa mà Hoàng Gia sẽ nát nữa sẽ đóng thùng xốp, gói xốp để gửi đi cho các bác. Đấy, hôm nay là buổi sáng có bằng này thôi, hôm qua thì phải gấp 2 lần chỗ này nữa. Thì rất nhiều các bác có đặt đĩa ở cái combo 1, 2, 3. Rất nhiều các bác đặt, nhất là combo 1, nhiều các bác đặt nhiều nhất là combo 1. Đấy, và hôm nay thì Hoàng Gia cũng lên cho các bác một cái combo nữa. Một cái combo này thì nó không trùng với hai cái combo kia đâu ạ. Ba combo hôm qua là sẽ không trùng với cái combo này. Đấy, thì các bác có thể nếu các bác nào thích những cái combo hôm nay Hoàng Gia chỉ nên duy nhất một cái combo này thôi. Combo hôm nay là combo ngày mùng 7 tháng 3 các bác nhá. Trên vùng 4 vùng chiến thuật này. Đấy, của Tuấn Vũ này, Sơn Tuyền này. Đây là Tuấn Vũ Sơn Tuyền, còn đây là cái album của Tuấn Vũ và Chế Linh, Thành Phố Buồn. Tuyệt phẩm về lính của Giao Linh này. Đấy, rất nhiều cái bài hay. Cỏ May, Biển Mặn, Các Anh Về, Xin Anh Giữ Chọn Tình Quê, Không Bao Giờ Quên Anh. Tiếp theo là một cái album tuyển chọn của Giao Linh tiếp. Chuyến Xe Lam Chiều, Trước Giờ Tạm Biệt, Lá Thư Đô Thị, Người Yêu Cô Đơn. Đấy, Chuyến Đò Không Em, Chế Linh Đặc Biệt, Thương Hận, Hoa Sứ Nhà Em, Đưa Em Vào Hạ, Giò Nệ Đài Trang, Mai Nữa Hay Mình Xa Nhau, Kẻ Ở Miền Xa, Ngày Vui Qua Mau, Những Ngày Xưa Thân Ái. Đấy, những cái album này quá nổi tiếng rồi. Hoa Sứ Nhà Nàng, Phượng Mai, Tuấn Vũ. Đấy, toàn song ca hết. Hoa Sứ Nhà Nàng, Tuấn Vũ, Phượng Mai song ca, Giã Biệt Trường Xưa, Phượng Mai, Giò Nệ Đài Trang, Phượng Mai, Phút Cuối, Phượng Mai, Đường Tình Đôi Ngả, Tuấn Vũ, Phượng Mai, Gõ Cửa, Phượng Mai. Đấy, đây là cái album Tuấn Vũ, Phượng Mai. Một cái album nữa của Tình Khúc Tú Nhi, của do Chế Linh hát, Thành Phố Buồn 2. Thành Phố Buồn 2, Chuyện Mưa Mây, Đếm Bước Cô Đơn, Sao Đổi Ngôi, Lời Nữ Khách, Như Giọt Sương Mai, Đêm Trên Đường Phố Lạ, Xin Tình Yêu, Xin Yêu Tôi Bằng Tình, Bằng Tình Người, Thành Phố Buồn 2 Music. Đấy, đây là toàn những cái băng đĩa được thu ở bên Mỹ tái bản lại. Chế Linh, Ngày Ấy Mình Yêu Nhau, Giọt Lệ Đài Trang, Vòng Nhẫn Cưới, Mai Anh Đi Rồi, hát với Hương Lan, Thư Về Em Gái, Thành Đô, Chế Linh, Tình Em Biển Động Sông Dài, Nối Về Đất Mẹ, Chế Linh Giao Linh, Những Bước Chân Âm Thầm, Âm Thầm Chế Linh, Một Mai Em Đi, Chế Linh Hương Lan, Ngày Ấy Mình Yêu Nhau, Chế Linh Giáng Thu, Nếu Không Có Anh, Giao Linh. Đợt cái album cũng toàn bài đặc sắc. Đấy, lại tiếp tục Chế Linh tiếp. Tất cả những album này toàn Chế Linh, toàn bài hay thôi. Nhớ Người Yêu, Vọng Gác Đêm Sương, Lính Nghĩ Gì, Kẻ Ở Miền Xa, Những Ngày Xưa Thân Ái, Mình Nhớ Nhau Không, Đoạn Tuyệt, Thư Về Em Gái Thành Đô. Đấy, Chế Linh một cái album nữa, Tình Khúc Trúc Phương, Tình Yêu Trong Mắt Một Người, Chế Linh, gồm Tự Tình Trong Đêm, Tình Yêu Trong Một, Trong Mắt Một Người, Hình Bóng Cũ, Tuổi Tình Yêu, Cánh Thư Nhà Lạ, Mắt Em Buồn, Người Yêu, Người Xóm Cũ, Tình Người Chiến Binh. Đấy, thì đây là một cái tình khúc của Trúc Phương. Thì hôm nay Hoàng Gia xin giới thiệu các bác một cái combo này, combo gồm 10 đĩa các bác nhá, 10 cái đĩa này. Ok,
để giới thiệu qua thôi. Và các chương trình băng cối còn rất nhiều chương trình băng cối của Chế Linh, Thanh Tuyền, Giáng Thu, Dệ Thu, rồi IVC rất là nhiều. Các bác có nhu cầu đặt cái chương trình nào thì các bác liên hệ lại thì Hoàng Gia sẽ gửi cho các bác những cái chương trình theo yêu cầu. Băng 7 là 800.000 một cuốn có chương trình, và băng 10 là 1.800.000 một cuốn có chương trình. Chương trình thu đều là băng 4 trách, thu hai mặt. Vâng, và quay trở lại video chính ngày hôm nay. Đĩa thì Hoàng Gia vẫn bán 50.000 một chiếc, và combo như này là 500.000, 10 đĩa 500.000 các bác nhá. Ship toàn quốc từ 10 đĩa trở lên, nhận hàng kiểm tra thanh toán 30.000 hoặc 35.000 tiền ship thì ship các bác trả, vui lòng trả cho Hoàng Gia đô nhá. Tiền ship thì các bác trả, nếu các bác lấy nhiều hơn thì Hoàng Gia sẽ bao ship. Còn lấy tầm 10 đĩa thì các bác Hoàng Gia sẽ các bác trả ship cho Hoàng Gia đô khoảng 30 đến 35.000 cộng với 500.000 tiền đĩa, ship toàn quốc. Và cái số hotline này các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia đô ạ, 0975 884009 nhá. Địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ đi test chiếc đầu tiên là chiếc đầu của Pioneer. Con này là size 42. Đấy, mặt mũi đẹp leng keng luôn các bác nhá. Hoàng Gia đang để đĩa đây rồi. Đây. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ test lại cái phần cơ này. Đây nhá, đây là cái đĩa mà Hoàng Gia bán đây. Là đĩa phôi Phono nhá, Phono R này. Bây giờ đa số những cái đĩa mấy chục này đều hầu như làm bằng cái phôi này là tốt nhất rồi. Phôi này là phôi tốt nhất hiện nay. Đấy, quan trọng nhất là cái chất lượng nhạc để thâu vào đĩa nó như thế nào thôi. Bởi vì cái đĩa giống nhau nhưng cái chất lượng nhạc nó khác nhau, nên là nó sẽ quyết định cái chất lượng đầu ra khác nhau các bác nhá. Các bác lưu ý nhá, nên không thể so sánh được là những cái phôi Phono tại sao ở nơi khác bán có 30, 40 mà mình bán 50. Mình đã 50 nó có lý do của mình. Đó, các bác nhìn nhá. Đấy, nhận bài nhanh này. Đấy, Hoàng Gia đang cắm và test trực tiếp luôn nha. Đấy, ok chưa? Tua nhanh này. Đấy, đọc luôn nha. Lấy bài nhanh nha. Bật bài số 9 này. Ấn bài 9 là phải ấn play các bác nha, thì nó mới tệnh bài đấy nha. Các bác lưu ý nhá, chúng ta chuyển bài thì chúng ta chọn bài và phải ấn. Đấy, bài 9 luôn này. Ví dụ chúng ta ấn bài 3 thì chúng ta ấn 3 và ấn play. Ấn 3 và ấn play nha. Riêng cái thằng Pioneer này nó thế. Đấy, chứ nhiều khi các bác cứ ấn cái nút lách lách này là nhiều khi nó không nhận bài đâu. Đấy, đây là bài 3 này. Đấy. Con này mặt mũi sạch đẹp luôn, size 42 nhá. Đấy, Pioneer. Model của nó là 7030 này. Pioneer 7030. Đấy, mặt quắc đèn rất là đẹp luôn, sáng bóng luôn ạ. Đấy. Đây là cái đĩa mà Hoàng Gia vẫn đang nghe này. Hoàng Gia nghe rất nhiều cái đĩa này bởi vì đĩa nó rất là chất lượng luôn. Trong cái tầm 50.000 thì chắc chắn là Hoàng Gia sẽ tự tin được khẳng định được cái chất lượng đĩa của Hoàng Gia bán ra cho các bác. Đấy. Rất đẹp các bác nha. Đó. Ok nha, bây giờ thì chúng ta sẽ trùng ngắm lại một chút cái em Pioneer 7030 này nhá, xem nó có cái gì này. Đấy, điện 100V này, đầu ra đây. Đấy. Công suất con này là 12W. Đấy, máy đẹp, dây nguồn rất là lớn luôn, dây rất khủng luôn. Máy cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Mỏng nhưng mà cũng rất là nặng. Đấy, phần đáy này rất là đẹp luôn nha. Phần mặt mũi này. Vâng ạ, và Hoàng Gia đang bán với chiếc đầu đĩa Pioneer này với giá là 1.700.000 đồng các bác nhá. 1.700.000 rất là bình dân để các bác dùng ạ. Tiếp theo bây giờ em sẽ test sang chiếc đờ lông. Đây, bây giờ Hoàng Gia sẽ rút cái dây hoa sen sang để cắm sang đờ lông. Chúng ta sẽ test đờ lông nhá. Con này cũng đẹp luôn. Bác nào thích đờ lông thì đây. Cũng đẹp luôn các bác nhá. Đờ lông 790. Đấy. Bây giờ nha, mình sẽ test đĩa này. Đấy, vẫn cái đĩa đây nhá. Vào này. Các bác nhìn nó nhận bài nhá. Đấy, nhận bài này. Cái màn hình nó hơi trên cao một tí, nhìn nó hơi khó nha các bác nhá. Đấy, bây giờ ấn play này. Đấy. Đấy, tua nhanh này. Tua nhanh. Bỏ tay này, nhận luôn. Đấy. Next bài này, next bài nhanh này. Bài 10 luôn này. Đấy, nhận luôn ngay. Đấy. Đờ nông nhá, 790. Máy đọc tốt luôn này ạ. Mắt đọc cực kỳ nhanh. Đấy, có nhìn này. Máy rất đẹp nha. Đấy. Tất nhiên khi máy đang chạy thì chúng ta, đĩa đang chạy thì chúng ta không nên nâng đầu lên, nâng đầu xuống. Như thế là nó rất hỏng mắt, dễ ảnh hưởng đến mắt các bác nhá. Các bác lưu ý.
Đây, chúng ta cùng nhìn lại một chút về đờ nông. Đây, em này thì có cái công suất là 9W. 790 9W. Đấy. Con này thì nó sản xuất đây này, nó ghi rõ này, sản xuất tại Trung Quốc nha, chứ không phải sản xuất tại tại Nhật Bản nhá. Đấy, ghi rõ này, em đọc rõ cho các bác nhá. Bởi vì các bác lưu ý rằng là những cái đời đầu sau này ấy, nó mặc dù nó vẫn điện chạy điện 100, nhưng mà nó sản xuất đầy điện 100V này. Nhưng mà nó vẫn sản xuất tại những nước khác thứ hai. Nó không như cái đời những đầu cổ, đời đầu cổ thì những thập niên 7 mấy, 8 mấy thì có thể nó sản xuất tại Nhật. Còn sau này ấy, thì những cái công ty ở Nhật thì hầu như nó đều chuyển sang Trung Quốc hết rồi. Giống như chúng ta dùng iPhone ấy, là iPhone sản xuất tại Trung Quốc chứ không phải sản xuất tại Mỹ. Nhưng mà Apple là thương hiệu của Mỹ chẳng hạn. Như con này thì sẽ made in là cái gì đây? Ở đây con đờ nông này, à con Peeler này nó không ghi made in là cái gì cả các bác nhá. Đấy, nó không ghi cái gì cả. Thì họ ra không biết được để nói cho các bác nhá. Nhưng mà với những cái gì mà quay chi tiết đây thì cũng đánh giá được cái chất lượng của một con máy. Từ những cái rắc vàng chóe như này. Đấy. Dây riếc, dây nguồn nó lớn như thế này. Không nói được là nó sản xuất tại đâu, bởi vì mình phải có cái căn cứ. Như con này thì nó ghi là Trung Quốc thì họ ra nói luôn là Trung Quốc nhá. Đấy. Quan trọng nhất là chất lượng thôi, chứ còn cũng không quan, không phải là nó là hàng Trung Quốc mà nó là sản xuất tại Trung Quốc, nên các bác chúng ta phải lưu ý. Con này là size 43 các bác nhá, con đờ lông này là size 43. Con này Hoàng Gia vẫn để cho các bác giá, con này là 1.800.000 các bác nhá. 1.800.000. Con này tiếng đọc rất là tốt. Sang một cái con Pioneer. Đây, cắm dây này. Con này có hồi gỗ này, con này size 46. Nếu các bác thích tháo hồi gỗ ra thì nó là còn 42. Đấy, nếu tháo hồi gỗ ra thì nó là 42 nhá. Con này đĩa chạy đĩa ngược. Đấy, đĩa là đĩa khay đa cái đĩa này, một cái khay đĩa như thế này. Đấy, một khay đĩa như này nhưng mà nó đĩa ngược nha các bác nhá. Khi các bác dùng thì các bác phải để ngửa như này nhá, chứ để nằm này không chạy đâu nhá, phải để ngửa này. Đấy, giống như Hoàng Gia này. Và lấy tay ấn vào nhá. Cái này không phải là cái cửa đĩa như hai con kia đâu. Đấy. Mà mắt nó đọc cũng rất là nhanh rồi này các bác nhá. Đấy nha, các bác nhìn này. Vào đây rồi này. Đấy. Chạy luôn rồi đấy. Đấy, chạy luôn các bác nhá. Con này là thuộc con hàng cũng là dạng gấu hơn đấy, vì nó sản xuất nó có cả hai hồi gỗ hai bên này thì đã đủ biết là nó là cái thuộc dạng ở phân khúc nào rồi, thì nó mới làm cái này. Đấy. Chuyển bài này. Đấy, đọc nhanh luôn nhá. Pioneer model là M6. Đấy. Các bác đọc Pioneer M6 nhá. Đấy. Con này chạy đĩa ngửa nhá, gọi là đĩa ngửa. Đấy. Nó không giống như hai con trước. Đấy. Tua nhanh này. Tua nhanh nhá. Đấy, bỏ tay đọc luôn này. Đấy. Mặt gỗ còn đẹp lắm các bạn ạ. Hồi gỗ luôn, giống như Sansui X-Cat 607 đấy ạ. Đấy, vào này. Ra này. Đấy. Ra thì đấy. Vào này. Đấy, vào phải dùng tay các bác nha. Đấy, và play thôi. Đấy, cái kẹt phát này đĩa hút lên là chạy thôi. Đấy, chạy luôn. Ok các bác. Thế thôi các bác. Con này hình như nó để rất là nhiều đĩa các bạn. Nhưng mà theo khuyến cáo thì các bác nên dùng một đĩa thôi. Hình như thế. Em cũng không test nhiều đĩa bao giờ. Nhưng mà đây này có 6 đĩa tất cả này. 2, 4, đúng rồi. 6 đĩa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây nó có 6 đĩa này. Tức là con này có thể để, cái khay này có thể để được 6 cái đĩa chồng lên nhau. Và các bác có thể dùng lệnh để gọi đĩa ra. Đấy, nhớ được cái đĩa nào nó ở số mấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy. This number này. Vị trí các đĩa nó nằm trên đây này. Đấy các bác nhá. Thực ra thì khuyên các bác nên dùng một đĩa thôi. Bởi vì dùng nhiều đĩa nhiều khi trục trặc là đến lúc này khó xử lý. Đấy, hồi gỗ đây. Hồi gỗ đây. Bị bong một tí bên này tí nhá các bác nhá. Tí thì dây nguồn cũng rất là lớn luôn. Đặc trưng của Pioneer dây nguồn rất to. Con này thì đằng sau có công suất là 16W. Vâng. Cũng không ghi sản xuất ở đâu các bác nhá. Đấy, đầu ao đây. 16W, điện 100V. Đấy, hồi gỗ. Bác nào đang có những chiếc âm ly hồi gỗ thì chúng ta sắm con này lên thì vừa đẹp luôn.
cũng đều là hồi gỗ và size của nó là size 46. Chiếc Pioneer CDM6 Hoàng Gia đang bán với giá là 2 triệu đồng các bác nhá. 2 triệu đồng cho em Pioneer M6 này. Và khi các bác mua một trong ba chiếc đầu CD này thì Hoàng Gia đều tặng các bác một chiếc đĩa, một CD để các bác về test và cũng như để về trải nghiệm cái chất lượng đĩa của Hoàng Gia bán các bác nhá. Vì Hoàng Gia bán rất là nhiều đĩa rồi, rất rất nhiều. Đấy. Nên là Hoàng Gia sẽ tặng các bác một chiếc đĩa CD bất kỳ, hoặc các bác thích chọn ca sĩ nào Hoàng Gia sẽ tặng gói kèm cho các bác. Đấy, một chiếc đĩa CD như thế này để các bác về chúng ta vừa là cái công cụ chúng ta test đầu và hai là chúng ta nghe thử cái chất âm mà Hoàng Gia bán đĩa cho các bác. Đấy, thì các bác có thể, hoặc các bác cũng có thể mua đúng cái chương trình mà các bác có để các bác về so sánh. Ví dụ các bác đang có cái chương trình là Tuấn Vũ Đôi Mắt Người Xưa chẳng hạn, thì các bác muốn so sánh cái chất lượng đĩa của Hoàng Gia ghi nó có tốt hay không thì các bác có thể mua đúng cái đĩa đó của Hoàng Gia đồ về các bác mở thử. Các bác ngồi thật là yên tĩnh và các bác nghe thử xem là cái đĩa Hoàng Gia bán so với cái đĩa các bác mua thì nó có khác nhau nhiều không. Thì đấy cũng là một cái bài so sánh. Vâng ạ, và cuối cùng Hoàng Gia xin được cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bác. Và những cái giá trên thì Hoàng Gia đã báo giá là không bao ship các bác nha. Ship những cái này nó hết khoảng 5-70 nghìn thôi, cũng không nhiều tiền. Các bác vui lòng trả cho ship. Số điện thoại là hotline Hoàng Gia là 0975 884 009. Địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Và các bác lưu ý rằng là những sản phẩm này các bác vui lòng cọc 500.000 đồng, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Vâng, cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo.